Kính chào toàn thể quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của em Còi Lalin. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Quý cô bác ơi, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8. Hôm nay là ngày của gọi là nhà anh Trao là chính thức gọi là lợp mái nhà cả nhà. Cẩn thận nhá. Đây, sáng nay lên đến đây thì mọi người bắt đầu là lợp mái rồi đây cả nhà ơi. Đấy, hôm qua thì đặt đòn tay thì mọi người đã gọi là vét hết vữa vào các cái cây đòn tay ở đây này. Này mọi người quất fan lên đây. Tốt này là nguy hiểm lắm nhá. Nhường đường anh ơi. Đừng cầm cái mép anh ạ. Thấy ánh sáng cứ cầm cái mép thôi. Mét tôn chẳng ai bao giờ cầm ở đầu đấy đâu anh. Đâu, bình tĩnh, cái này phải bình tĩnh để cho mọi người bắn hết ra. Vâng, xong rồi mới chuyển lên. Thiêu một gà. Anh Sử vẫn đang vét nốt cái đoạn bên này ạ. À, hoa mắt nó vẫn chuẩn. Phải chuẩn nhá anh Trung nhá. Đêm hôm qua thì là thời tiết là có mưa và sáng hôm nay thì trời đã tạnh và bắt đầu gọi là nắng rồi đây. Làm sao để em lên được trên đấy nhỉ? Anh Sử đưa đây để em đưa cho. Không có chỗ đi à? Vâng. Đây để em sang đấy. Hẹp à? Vâng. Anh Sử ơi, vữa. Ok. An toàn mà. Rồi. Đây, quý cô bác ơi, mọi người cứ nói là em Còi là liều như thế này thật ra là cũng an toàn. Và em Còi là cũng phần là muốn gọi là ghi hình được những cái thước phim đẹp nhất cho cả nhà xem. Anh đưa máy cho em. An toàn tuyệt đối nha cả nhà, không sao. Côn dày mà anh không sợ đâu. Em chắc chỉ ngồi yên đây được thôi nhỉ, không sang được bên đấy đâu nhỉ. Vâng, thôi. Vâng. Tiếp đây tôi đây. Nhưng đứng theo cái đinh bắn này nhỉ. Vâng. Tay kia có phải chạm vào không? Không, tôi này đứng thoải mái. Thằng ngu kia thì bảo lên áo lau đàn tay, thằng ngu này thì đi dép bẩn lên. Lên trên tôn nhá. Em đi chân đất nhá. Dép lên tí là phải quét đấy. Thế ạ? Còn phải lấy cái quần lau sạch sẽ. Đây. Anh Sáng anh ngồi. Anh Sáng chỗ đấy có an toàn không đấy? À có, vâng, phải an toàn nhá mọi người. Chân chân thì tay cũng lắm.
Nhớ là mọi người không được cầm cái bên mép này nhá. Nhất là anh Sáng đấy. Không được cầm mép đâu nha anh nhá. Cầm mép một số phải được. Đỡ nhá, hẳn nói nhá. Hay anh xử quay lại tí này. Rồi. Anh xử quay lại. Úi, đừng đứng. Anh cứ để đấy. Anh xử vữa treo lùng lẳng cái xô. Anh Tuyển ơi, có ốp sườn không anh? Hôm qua anh đặt ý. Đâu rồi? À vâng vâng. Đây có một số ký khán giả có bình luận là không có ốp sườn à. Thật ra là có, em có là... À vâng, em có là lợp thò ra. Ngoài lợp thò cái mái tôn này ra, sau đó thì ốp thêm sườn vào. Để mà có thể là đảm bảo được cái tường xây. Ốp sườn bên này đấy ạ. Đấy, ốp sườn ở dưới kia kia. À, nâng nâng cái tôn nó lên tí. Đấy, nâng cái tí. Để ăn tí. Sau cho anh tí. Thế. Ấn lên tí sao lại? Bên kia ấn tôn mà. Ôi, gần cao hơn. Ấn lên. Nó bị vướng ở giữa rồi. Chưa hỏi lắm. Con gì nhỉ? Nó cũng vào. Chú này bảo chưa hỏi lắm. Chưa hỏi lắm. Chưa hỏi lắm. Đây này. Đẩy lên tí thì chả đẻ cái này quặn quặn. Đẻ cái này quặn quặn. Cái tôn nó quặn từ dưới này. Cái này cái tôn này này. Chìa ra, dài ra đây này. Nào các bạn, em bé đi ra bên kia chơi hết đi. Sang bên kia chơi hết đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Bây giờ em sang kiểu gì nhỉ? Ui. Thế bây giờ từ ấy này đứng sang bên này. Vâng vâng. Cho khóa lên trên này. Ok. Cầm tôm đi vướng rồi, cầm tôm đi vướng cái người rồi. Thế thì để em đứng lên cái này. Chân nhá, đứt tay đấy. Ok, rồi, rồi từ từ nhá. Rồi. Tổ mà là tổ. Chà. Bây giờ em sang kiểu gì anh Trung? Từ từ bắn con đốc. Vâng. Bên trên này đồ chơi anh Tuyển ơi. Trên này đồ chơi. Đây đây đây. Đó chỗ đảo à. Rồi, treo lên thoải mái rồi. Ý, ui ui ui, tôn rơi trơn nhỉ. Đấy, cứ dẫm một cái đoàn tay. Ok, đây đây, được rồi. Rồi, hiện tại em có là đã đứng và là ngồi trên tôn rồi. An toàn tuyệt đối. Đón em một xuống bớt đi, xuống bớt đi. Bên này chỉ cần hai người thôi, đỡ được trên này rồi. Hai người. Xuống hết đây. Đó, anh em rồi. Đây có đường đi xong rồi, làm cái kia trước lên á. Bên này, tí nữa bên kia, tí nữa. À, mình lên trên này. Tí người ngồi trên này, thoải mái hết. Nghĩ xế mình nó săn đái mà nhé. Ném luôn qua cái tôn này đi.
Chả có nó lớn chứ có xiên thì nên tại nó. Từ rồi, mang tôm lên. Nhẹ thôi em ạ. Anh thử lùi đây. Anh bỏ ra không cần đâu. Bỏ ra. Giật hai người thôi. Đưa điện anh chú ơi. Phải một người bên dưới nhìn xem cái tôm nó khít được rồi. Khít rồi. Cho nó luôn. Bắn để cho nó giữ thôi. Bây giờ chuẩn bị sang mái bên này. Mái bên này thì tí sẽ quay lại lợp. Bây giờ gọi là bắt ốc, gọi là một vài ốc cho chắc trước đã. Ôi! Từ từ thôi, không vội được. Trên kia thì hai người đã bê được lên rồi. Cứ chuyển từ bên này sang. Bê thế này nó khó. Vâng. Cái này đang nghĩa là phải qua anh kia chứ. Cái này là kéo rồi. Bê phải nhỏ. Trả lời cho mình bảo cái này phải quay chứ. Không quay rồi. Để em quay rồi. Ủa, sắp tỏ non nếu nó ra được. Kia ra được, kia ra được. Có xong không? Cho nó ra đi. Đưa chỗ này lên là hai thằng, đứng ở trên này hai thằng. Cho trên này lên thôi, cho nó xuống lên khó mới dễ. À thằng kia là nâng lên đi. Đừng này, mà cái kia cứ làm lên khó lắm. Mắc qua chứ kia. Đấy, thả từ bên này sang bên này tuột lên còn hơn. Vâng. Ui. Anh Thành đi đâu rồi ạ? À? Đi lấy sắt để đưa về cho anh Hàn ở đằng chỗ này để ốp sườn đấy. À. Anh Thành đi lấy sắt để mà cho để
tí anh thợ là sẽ hàn cái chỗ gọi là cái hai bên sườn để mà ốp sườn vào. Gá trước đã anh ạ, gọi là mình làm vài ốc chắc cho mọi người, cho hết tôn lên, sau đó thì bắn lại toàn bộ. Gọi là thế thì cứ đánh dấu ra chắc ạ. Vâng đấy, phải đánh dấu phải chuẩn. Ây ui, cẩn thận nhá nhá. Vâng ạ. Phải bắn phải giờ yếu của bài nhà bạn, đây phải giải bài tôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, tôn rồi kia bình tĩnh thôi. Mai là hôm qua anh còn đệm vào ấy, mưa chuẩn lắm. Ừ. Thật thì tôi qua mưa. Bình tĩnh. Đây, đặt nhẹ vào đây. Ui, có điện đấy. Ui, từ. Từ nó ra. Hả? Tôn điện hả? Tôn cát đấy. Ôi giời, thế... Đây, nó có điện rồi. Đâu, rút dây điện đã. Rút dây điện đi. Đấy, à, cái này bị hở à? Tự nhiên em cầm cái tôn này. Sự tự nhiên là thế, giật. Giật anh mà, nhưng mà cái này nó... Nhìn nó nhẹ thôi, vâng. Nó cuốn luôn là được. Tôn này nó còn... Dạ, chu sổ nó đi, chu sổ nó chỉ mua tạnh nhá. Lấy cái đi lông cuốn vào đây. Nếu mà cắt một bên thì... Lấy cái ly lông cuốn luôn một đống vào được mà. Ôi sao dây điện nó lại bị thủng nhỉ? Hay là tôn cắt phải? Tôn cắt đấy. Cắt phải tôn rồi đấy, cắt thôi. Vâng. Cái mảnh bên này nó sắc lắm. Ừ, dạ vâng. Mảnh. Nguy hiểm thế nhỉ? Vâng. Bắn này nguy hiểm anh. May quá. Vâng. Phải để ý mà. Tự nhiên đang thấy, đang định nói thế, anh giấy bên này cũng gọi là... bảo anh sử... kia nó cũng nghe giật rồi. Đây vâng. Là có điện rồi. Ồ, có bên đấy cũng quánh luôn à? Vâng. Em tự nhiên cầm cái tôn sau đó thì giật. Em bảo quái lạ. Hay là cái tôn lạnh nó thấy ấy nhỉ? Không, rồi em bảo là à, chết rồi, điện. Quấn ni lông vào, vâng. Thank you.
Đây rồi, bây giờ anh coi sẽ đứng chỗ này. Bây giờ mọi người ở trên này chắc phải ném dép lên, thì ba em thấy nóng lắm, bỏng chân đấy. Vì nãy anh có đứng định xuống từ đường bên kia mà nóng quá không có xuống được. Bây giờ ơi, sao mà nhảy được anh? Như này đã. Hả? Đu xuống. Đâu à? Đấy. Hiện tại em coi đã ngồi xuống cái chỗ. Chỗ này là cái chỗ giáo của các thợ rồi. An toàn nha cả nhà. Bây giờ quan trọng là tí các anh lợp xong là xuống kiểu gì thế này. Vâng. À còn nóng nữa cơ mà chưa xuống được. Sáng nay thì trời rất là nóng nên là tôn đi nóng lắm. Nếu mà chiều mà lợp thì không thể nào mà lợp được. Cẩn thận nhanh nhé, cái vữa bên này là nó mới chát thôi. Rồi, còn một tấm cuối cùng. Đây, hiện tại bây giờ còn một tấm tôn cuối cùng cả nhà. Vậy là một tấm tôn cuối cùng đấy. Và xong, đây là mặt tiền của nhà anh Trao đấy ạ. Đấy, đây là ngôi nhà mơ ước của anh Trao. Đấy, hiện tại bây giờ là có thể là gọi là hoàn thành được một nửa ngôi nhà rồi cả nhà. Bây giờ là còn chát, chát nhà này, lợp cửa này, lát gạch này, nhà vệ sinh, nhà tắm này. Đấy, là gọi là hoàn thành. Thì bắt đầu là cho nóc lên. Nóc mà hai cái thôi nhá. Còn hai cái là ốp sườn ạ. À, bốn cái ốp sườn chứ. Anh Thành, sao có hai bạn vé ở đây này? Ồ, hai bạn đi làm về. Ở dưới đường anh gặp ý? Gặp ở đường. Đứa chị đang đeo rau về. Có. Con nhà anh á? Không thấy. Đâu xem nào. Anh Thành bế bạn anh xuống. Đây con gái sáng. Ừ. Đây, anh Thành đã mang sắt đến rồi đây. Làm vậy là còn cái nóc thôi mọi người, là nóng quá phải xuống trước. Xuống nghỉ ngơi thì anh ơi. Nóng quá. Bỏng chân đấy. Đây bây giờ anh Trùng là
Nên anh bắn hết và bắn lại toàn bộ gọi là ốc vít lại hết trên mái luôn. Đấy. Quý cô bác ơi, bây giờ mọi người bắt đầu là cho cái nóc vào. Đấy. Ui, nóng quá nhỉ. Và nóng quá anh nhỉ. Vâng, nóng quá. Quý cô bác ơi, hiện tại bây giờ mọi người đang làm gọi là cái ốp sườn đấy ạ. Nóng quá. Đây. Anh giấy thì à, trời nắng quá anh đội mũ bảo hiểm à. Đây, anh trùng thì đang khoan. Còn các anh thợ thì một số anh thợ đang chát ở bên trong nhà. Thế lợp xong như này thì sẽ không lo cái gọi là trời mưa thì sẽ không làm được rồi cả nhà. Đấy, bây giờ mà trời mưa thì vẫn cứ có thể là chát ở bên trong nhà hoặc là đổ nền. À, bạn này được xúc xích à? Nhường em nhá. À, bố đang hàn trên kia. Vâng. Hơn chứ hơn mấy ngày? Hơn 2 ngày à? Hơn 2 ngày nhỉ? Đi theo bố đi làm nên. Sao? Em bé uống nước này. Ai cãi chân lò rồi. Từ từ, từ nhé. À, lo chưa? Cô bác ơi, hiện tại mặc dù là 11 giờ rưỡi rồi, một đội thợ là trên này và vẫn đang gọi là rất là cố gắng để mà bắn nốt cái nóc nhà với lại là cái ốp sườn này này. Đấy, còn một đội thì đang gọi là trong này là đang chát đây. Đấy, bên trong này đang chát. Đây, chị Chào đang nấu cơm. À, nước lá ổi đúng không ạ? Đây đấy này, mọi người uống mát này. Cứ để đây, đây này nhà cho đun thêm một nồi nước nữa. Anh đi vào lấy cái chổi đi. Vâng. Cô bác ơi, mà nhà của anh Trang là ốp sườn đấy ạ. Đấy. Anh Hà ơi, ốp sườn như này là xong rồi ạ? Đâu, con Hà này chưa. À. Con Hà cái đây và đấy cứ bắn cái ốp sườn vào cái đây thôi. Con Hà mới... Nào, bắn. À, hôm nào cái này là như này là chưa xong đâu cả nhà. Hôm nào bác giáo bắn cái sắt vào hay như nào ạ? Bắn cái bê đi. À. Cái sắt vào cái đầu đòn tay, cái đầu nó bắn cái ốp sườn vào. À. Bắn cái sắt vào đòn tay xong rồi bắn cái ốp sườn vào, em hiểu rồi, dính vào nhau. Đấy. Thế là hiện tại là cái ốp sườn vẫn gọi là chưa xong đâu. Vâng, phải có giáo mới làm được cả nhà.
chưa? À, còn một bên nữa là xong ạ. Ốc vít tất tần tật là đều lên mái hết rồi đấy ạ. Mọi người nghỉ tay thôi. Nghỉ. Vâng, nghỉ được hồi 12 giờ rồi. Vâng, 10 phút nữa 12 giờ rồi ạ. Vâng. Nghỉ thôi anh ạ. Ừ, từ anh. Nghỉ thôi mọi người ơi. Anh em vất vả quá, mặt mái nóng quá. Vâng, nghỉ ngơi thôi, ăn cơm thôi. Vâng, xong cơm hết rồi ạ. À, cô bác ơi, vậy là mái của nhà anh Trao là đã xong rồi đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Mái quá đẹp cả nhà. Ốp sườn này thì sẽ chưa xong cả nhà. Đấy, gọi là trước mắt là tôn gọi lợp xong hết rồi. Ok hết rồi cả nhà. Đây, video hôm nay thì cũng gọi là khá là dài rồi cả nhà. Bây giờ thì em có xin tắt máy, xin phép tắt máy và đi ăn cơm. Và video ngày hôm nay thì cũng có lẽ là xin kết thúc tại đây thôi cả nhà. Cảm ơn, gọi là một lần nữa em có xin cảm ơn cô Thúy Hằng cùng các mạnh thường quân gọi là đã giúp đỡ được cho anh Trao được cái ngôi nhà như ngày hôm nay. Tiến độ công trình như này là gọi là quá là nhanh rồi cả nhà. Cảm ơn quý khán giả đã để lại cái lời đóng góp ý kiến ở cái phần bình luận video của chúng em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em có xin phép là mời cả nhà gọi là xem qua cái ngôi nhà của anh Trao nha.